Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình chiều nay ngày 3 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Dịp lễ năm nay, công viên trung tâm thành phố có diện mạo mới. 58 cơ sở y tế ở thành phố sẵn sàng tiêm vaccine cho người dân suốt dịp lễ. Những màn pháo hoa rực rỡ và đẹp mắt ở hội thi quốc tế tại Berlin. Và đêm nay, hai đội bóng thành Milan đại chiến. Thưa quý vị, dịp lễ Quốc khánh năm nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉnh trang, thiết kế và trang trí mới cảnh quan của nhiều công trình tại thành phố. Trong số đó có công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 là không gian vui chơi đặc sắc cho người dân, đồng thời gửi gắm thông điệp về một thành phố đã hồi sinh sau dịch, luôn rộng mở đón chào du khách. Tôi chọn nơi này vì công viên rất là đẹp, tôi muốn lưu giữ những cái hình ảnh ghi dấu cuộc đời của mình ở đây. Hình tượng cổng chào đón du khách đến với công viên, những cánh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, những đoàn thuyền qua mang thông điệp vươn mình ra biển lớn để hội nhập phát triển là những điểm nhấn mới, qua đó còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Tuyến hoa lấy tượng cách điệu từ con thuyền vươn biển để ra khơi và sẵn sàng tiếp nhận cái luồng gió mới cũng như là những luồng du khách mới bằng cái hình tượng này cổng chào, đồng thời là gửi gắm một cái thông điệp là thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng ngày càng vươn cao, vươn xa hơn sau đợt đại dịch. Bến Bạch Đằng thấy càng ngày càng khởi sắc, công viên rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Tôi luôn thấy tự hào vì là thành phố ngày càng phát triển, ngày càng đẹp và rộng mở, không thua gì các nước. Ngoài khởi công động thổ các cái chương trình về nhà ở, thành phố cũng quan tâm là chăm sóc những cái mảng xanh, những cái vườn hoa trong các cái công viên, trong đó có công viên Bạch Đằng để tạo cái sân chơi, cái góc để cho người dân thành phố được thư giãn. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động tạo cảm giác mới lạ cho người dân. Ngoài các khu vui chơi quen thuộc thì các khu trò chơi trong trung tâm thương mại hoặc các hoạt động thể thao bổ ích ngoài trời đón không ít khách. Thời tiết nóng bức, nhiều người chọn đến thị trấn Tuyết để tránh nắng. Con chơi cái đồ kia với lại chơi bò tuyết rồi. Chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó chơi, cho nó giải trí để cho mai mốt nó học. Thì những ngày lễ như thế này thì Snow ta sẽ phải chia suất chơi thành 5 suất, 2 tiếng cho một suất chơi, khoảng từ 300 đến 500 người. Ngày thường thì ở đây sẽ không giới hạn thời gian chơi, nhưng mà ngày lễ bởi vì cái lượng khách nó quá đông nên là Snow ta bắt buộc là phải chia suất chơi ra. Một nhóm hơn 50 người trẻ tuổi chọn hình thức khác thì đấu bơi lội với nhau. Có bạn đăng ký bơi 2 cây, 5 cây, 10 cây hay là 20 cây. Số liệu hàng ngày rất là nhức đầu và rất là stress, cho nên bơi lội giúp cho mình là giải tỏa những cái năng lượng tiêu cực. Còn các khu vui chơi quen thuộc khác như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan. Trong những ngày nghỉ lễ, thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 58 cơ sở gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sản nhi, bệnh viện quận, huyện và trung tâm y tế tổ chức tiêm vaccine để người dân được thuận tiện. Và tất cả điểm tiêm đều sử dụng vaccine Pfizer. Hoạt động này nhằm giúp cho người dân tăng cường về miễn dịch, phòng bệnh hiệu quả trong bối cảnh tình hình dịch tại thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc ca nặng và số trẻ mắc có khuynh hướng tăng dần. Trong dịp lễ, nhiều người cao tuổi có bệnh nền và các em nhỏ đã đến tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế. Tiêm vaccine cho những người lớn tuổi thì rất là tốt. Nó đề phòng được những cái bệnh dịch cho mình. Bây giờ là dịch bệnh nó phát triển chừng nào mình cũng không biết. Và trong cả nước hiện nay thì số ca bắt đầu tăng nhanh trở lại. Các cái nhân viên y tế thì sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Và suốt trong 4 cái ngày nghỉ lễ của tuần thì chúng tôi cũng liên tục để khám, tư vấn cũng như là tiêm ngừa vaccine cho tất cả các đối tượng. Mới đây, Bộ Y tế cũng đã phát động chiến dịch truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh đảm bảo sức khỏe cho con mình để các em sẵn sàng cho năm học mới. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là cách an toàn và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho con bạn. Ngay trong dịp lễ, người dân hãy liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tiêm, góp phần giảm thiểu các ca nặng vì chưa được tiêm vaccine. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày là điều kiện lý tưởng để du khách bốn phương đến thành phố Đà Lạt tham quan, vui chơi. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, Đà Lạt đã đón khoảng gần 100.000 lượt du khách, không tăng so với dịp hè. Vì vậy, các dịch vụ vui chơi lưu trú đều giữ giá và đảm bảo phục vụ du khách khi đến Đà Lạt. Ở các điểm tham quan của thành phố Đà Lạt như vườn hoa thành phố, du khách đến tham quan khá đông.
Các loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương, tạo không gian thật gần gũi, yên bình. Dịp lễ thì nó hơi đông, nhưng mà được cái là hoa khá là nhiều và đẹp. Em thì hay đi Đà Lạt thì lần nào đi cũng đi tới đây hết, tại vì lúc nào nó cũng có hoa mới. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ trong dịp hè và lễ 2 tháng 9, nhất là việc tập trung đầu tư mở rộng và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các trục đường chính của thành phố, chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự, nạn co du lịch, đã giảm đáng kể những phiền hà cho du khách. Giá cả cũng là đâu giá đó, như là nói giá nào bán giá đó, đồ ăn thì hợp vệ sinh và cũng đảm bảo chất lượng. Đà Lạt dịp này thường có mưa, đôi khi xảy ra tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn, nhưng trong lòng của mỗi du khách vẫn luôn ấm áp, vì Đà Lạt đang nỗ lực để luôn hiền hòa, thân thiện và mến khách. Trong dịp tổ chức lễ hội sầu riêng lần thứ nhất huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, thì ban tổ chức đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh kêu gọi việc liên kết và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn để tăng cường chế biến sâu và nâng cao việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đang là thế mạnh tại địa phương. Ở lĩnh vực nông nghiệp, huyện Krông Park đang kêu gọi đầu tư vào 10 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 650 tỷ đồng, ưu tiên các dự án nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Trong đó, sầu riêng là loại quả đang phát huy được nhiều thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con mình đến giai đoạn này phải tính, đừng có chạy theo lợi nhuận, đừng có chạy theo năng suất vội, mà phải đảm bảo giữ được cái chất lượng, giữ được uy tín. Chỉ cần một cái quả sầu riêng mà chúng ta để hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật nó cao lên, chúng ta loại cả cái xe đi là hỏng toàn bộ. Quả sầu riêng Krông Park thì hôm qua tôi đã đến đây. Chuyến thăm này là nhằm để thăm lễ hội và tôi thấy loại quả này rất là ngon và loại quả này cũng đã chính thức được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại hội nghị lần này, huyện Krông Park đã trao bản ghi nhớ cho 24 nhà đầu tư đăng ký 24 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Sở hữu phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, nhưng đến nay hoạt động du lịch của các khu vực miền núi ở Quảng Nam chỉ mới bắt đầu khởi sắc. Nhiều địa phương đang đẩy mạnh để khai thác những lợi thế tiềm năng này. Nam Trà My được biết đến là thủ phủ của sâm Ngọc Linh. Từ năm 2017, lễ hội sâm quý này đã được tổ chức thường niên, thu hút rất đông du khách, giúp địa phương thu về hàng tỷ đồng. Không chỉ nổi tiếng về sâm, Nam Trà My còn sở hữu những giá trị văn hóa mang đậm sắc thái vùng miền do có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú. Con người thì rất là thân thiện, nó có một cái nổi bật đó là cái công tác quảng bá về lễ hội. Cái thứ hai nữa đó là về cái bản sắc văn hóa dân tộc ở đây rất là đậm đà. Không chỉ Nam Trà My, các địa bàn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Tây Giang, Bắc Trà My cũng đang được chính quyền thúc đẩy khai thác du lịch. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cái mưa bão thất thường hàng năm là cái ảnh hưởng rất lớn cho con người, nhất là về giao thông. Việc đầu tư cho việc phát triển du lịch còn rất hạn chế và cái gọi đầu tư cũng rất là khó khăn. Để khắc phục những khó khăn, chính quyền các cấp tại địa bàn miền núi cần quan tâm hơn vì xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng. Ở phần thế giới cập nhật, quốc tế tăng cường viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan. Và tác phẩm nghệ thuật độc đáo tưởng nhớ công nương Diana. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đang tăng cường viện trợ cho các nạn nhân của trận lũ lụt thảm khốc ở Pakistan. Lũ lụt tại nước này hiện có cường độ lớn chưa từng thấy trong vòng 30 năm qua và chính phủ quốc gia Nam Á cho biết có 33 triệu người, tức khoảng 15% dân số đang bị ảnh hưởng. UNHCR đã cung cấp 10.000 lều và hàng ngàn vật phẩm cứu trợ khác như bạc nhựa, sản phẩm vệ sinh, bếp nấu ăn, chăn mền, đèn năng lượng mặt trời và thảm ngủ. Cơ quan quản lý thiên tai Pakistan cho biết những trận mưa gió mùa kỷ lục và các sông băng tan chảy ở những vùng núi phía Bắc đã kéo theo lũ lụt, khiến ít nhất 1.208 người thiệt mạng, trong đó có 416 trẻ em. Các lực lượng vũ trang Pakistan trong ngày 2 tháng 9 đã giải cứu thêm 2.000 người mắc kẹt do nước lũ dâng cao, trong khi tổ chức từ thiện lớn nhất nước này cảnh báo đến nay chỉ mới tiếp cận được một phần nhỏ trong số hàng triệu người đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi viện trợ 160 triệu đô la Mỹ để giúp ứng phó với điều mà họ cho là thảm họa khí hậu chưa từng có này. Tình trạng ngập lụt nguyên nhân là do biến đổi khí hậu đã nhấn chìm khoảng 1/3 quốc gia Nam Á và vẫn đang tiếp tục lan rộng. Cơ quan thời tiết dự báo sẽ có nhiều mưa hơn và lũ quét vào tháng 9. Các khu vực phía Nam đang chuẩn bị ứng phó khi mực nước sông Ấn dâng cao.
Tại Quảng Tây, Trung Quốc, một nhà thiết kế đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người yêu nghệ thuật kiến trúc nhờ các mô hình nhà cổ thu nhỏ với tính chân thực và tỉ mỉ cao. Để tạo nên các công trình đó, nghệ nhân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và lựa chọn vật liệu kỹ lưỡng. Anh Rominsi đã làm việc trong ngành thiết kế mô hình kiến trúc cổ được hơn 10 năm. Phần lớn tác phẩm của anh tái hiện những nét đặc trưng của Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng. Điển hình là các cung điện trong Tử Cấm Thành, cầu Phan Diêu hay tháp trống. Để làm nên những tác phẩm cầu kỳ này, anh Xi phải đi thực tế và tìm hiểu cẩn thận các địa danh. Các loại gỗ chuyên dụng được anh lựa chọn phù hợp cho từng công trình. Thậm chí anh còn tái hiện cả dấu vết của rêu và thời tiết trên gạch. Thông qua các công trình này, tôi mong muốn mọi người sẽ hiểu và yêu thích các kiến trúc cổ đại của Trung Quốc hơn, từ đó nâng cao tinh thần dân tộc. Mặc dù là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, anh Xi vẫn luôn tích cực học hỏi. Anh cho biết anh luôn nhận thức những thay đổi trong yêu cầu của thị trường, nên luôn cố gắng củng cố tay nghề. Ngoài ra, anh cũng muốn hiểu rõ về văn hóa kiến trúc cổ Trung Quốc để góp phần gìn giữ. Tại Australia, thì một nhóm kỹ sư y sinh vừa phát triển thành công loại vải dệt có gắn cơ nhân tạo. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành phát triển robot mềm và bộ xương ngoài cho con người. Để tạo nên loại vải này, các nhà nghiên cứu đã dệt hoặc đan các tấm vải với những sợi cơ nhân tạo. Các sợi cơ này được tạo ra từ các ống silicon dài chứa chất lỏng, có khả năng thay đổi hình dạng đa dạng và nâng nhiệt nặng gấp 192 lần của chúng. Theo trưởng nhóm nghiên cứu, ông Đỗ Thanh Nhỏ, loại vải này có thể được ứng dụng để tạo ra nhiều quần áo thông minh với các chức năng khác nhau cho con người. Với loại vải này, chúng ta có thể tạo ra được các bộ giáp chuyên dụng như trong các phim siêu anh hùng. Đó là những trang phục thông minh nhưng rất đàn hồi và dễ mặc. Cụ thể hơn là chúng ta có thể tạo nên các trang phục hoặc thiết bị đeo ngoài dạng mềm giúp người khuyết tật đi lại. Ngoài ra, một số ứng dụng khác có thể kể đến như các sản phẩm xoa bóp hoặc cải thiện lưu thông máu trên ngón tay hoặc cẳng tay, các robot thay đổi được hình dạng để giải cứu ở các địa hình khó cùng nhiều ứng dụng y tế. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng trong khoảng 2 năm nữa, vật liệu này có thể được điều khiển không dây và phát triển thành sản phẩm thương mại rộng rãi. Tác phẩm sau đây là của một nghệ sĩ người Anh thực hiện để tưởng nhớ 25 năm ngày mất của công nương xứ Wales, Diana. Sự sáng tạo quanh những ngọn nến lung linh và ấm áp và kỹ thuật tạo video từ hình tĩnh time-lapse đã để lại ấn tượng mạnh với người xem. Nghệ sĩ Nathan Wyburn là người tạo ra video này. Thông điệp của anh là dù những ngọn nến của công nương sẽ phai tàn, nhưng huyền thoại về bà vẫn sống mãi. Trong video, anh đã đặt các ngọn nến dạng tea light lên trên bức chân dung của công nương Diana, thắp sáng để gương mặt công nương hiện lên lộng lẫy với nụ cười ấm áp trước khi tắt nến. Video này đã làm người xem liên tưởng đến bài hát Candle in the Wind, ngọn nến trong gió, mà ca sĩ Elton John từng trình diễn tại đám tang của công nương. Dưới phần bình luận, nhiều người xem đã dành nhiều lời khen cho tác giả. Hiện tại, tác phẩm vẫn đang thu hút nhiều lượt tương tác. Sau 2 năm bị hoãn vì đại dịch, giải vô địch bắn pháo hoa quốc tế đã chính thức trở lại từ ngày 2 tháng 9 năm nay tại thủ đô Berlin của nước Đức. Ngay trong đêm thi đấu, sự kiện thu hút nhiều người dân đến xem. Các màn pháo hoa với các hiệu ứng sáng tạo, đặc biệt đã thắp sáng bầu trời đêm, để lại ấn tượng khó quên cho người xem. Đêm thi đầu tiên có sự tham gia của 3 đội đến từ Tây Ban Nha, Mexico và Thụy Sĩ. Mỗi đội có tối đa 15 phút để trình diễn hết các kỹ năng và sự sáng tạo của mình. Với nền nhạc cổ điển, các phần thi hiện lên thêm hoành tráng. Các phần trình diễn hôm nay rất tuyệt vời. Đã rất lâu rồi tôi mới được xem lại các phần thi bắn pháo hoa độc đáo như thế này. Đội Mexico có kỹ năng rất tốt. Tôi cũng rất thích phần trình diễn của đội Thụy Sĩ. Cuộc thi năm nay sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày. Ban giám khảo của cuộc thi là tất cả các quan khách tham dự. Họ có thể bình chọn thông qua tin nhắn sau mỗi đêm thi để tìm ra đội thắng cuộc. Trong phần an ninh trật tự, lửa lan nhanh thiêu rụi nhiều xưởng gỗ nằm kề nhau ở Đồng Nai. Và cảnh sát giao thông cùng người dân bắt nghi can cướp giật. Hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng gỗ thuộc khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Vụ cháy thiêu rụi nhiều xưởng gỗ cùng nhiều tài sản giá trị. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ xưởng gỗ tại khu vực khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra các xưởng gỗ ở khu vực lân cận.
Do bên trong nhà xưởng là các vật liệu dễ cháy như gỗ, mùn cưa nên lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng sang 6-7 xưởng gỗ liền kề, thiêu rụi hàng ngàn mét vuông. Nhiều người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng không được. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng vẫn chưa thống kê thiệt hại về người và tài sản. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trên đường tuần tra, Thượng úy Huỳnh Dương Trà thuộc đội cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đã cùng với người dân truy đuổi và bắt được hai thanh niên cướp giật điện thoại. Vụ việc xảy ra vào hôm qua tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai đối tượng Nguyễn Trần Hoàng Thanh, 35 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Khoa, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận cùng đi xe máy và áp sát giật điện thoại của một người dân trước cửa nhà ở đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa. Nạn nhân và người thân của mình đã kịp đạp ngã xe của hai đối tượng. Sau đó, hai tên cướp bỏ lại xe máy và bỏ chạy. Ngay thời điểm này, Thượng úy Trà trong lúc đi tuần tra nghe tri hô cướp nên đã cùng người dân truy đuổi hai đối tượng qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Cuối cùng, hai tên cướp giật đã bị tóm gọn. Bước đầu tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an phường Chánh Nghĩa đang lập hồ sơ để bàn giao cho công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nghi phạm bị bắt là Trần Quốc Đại, 41 tuổi, sống lang thang. Vào tháng 8 năm 2022, công ty cổ phần cấp nước Bến Thành phát hiện 63 trường hợp bị mất đồng hồ nước tại khu vực quận 1 và quận 3. Đến ngày 1 tháng 9, sau khi trích xuất camera an ninh, lực lượng xác định Đại là nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đại khai nhận nghiện ma túy 8 năm nay, sử dụng xe đạp để nhặt ve chai kiếm sống. Nhìn thấy đồng hồ nước lắp trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm. Đại khai mỗi đêm trộm được nhiều nhất là 4 đồng hồ nước, ít nhất là 2 cái. Sau khi trộm, Đại dùng búa đập đồng hồ ra và bán cho người thu mua phế liệu với giá 70.000 đồng một cái. Công an quận 3 cho biết Đại có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm, Đại biết công an truy tìm nên cạo trọc đầu, tháo chiếc xe đạp, dứt tăng vật xuống sông và chuyển địa điểm hoạt động. Hàng chục mô tô xe máy thay đổi đặc tính kết cấu đã bị công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạm giữ vào tối 1 tháng 9. Đây là hoạt động nhằm bảo đảm về trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh. Cảnh sát giao thông chia thành nhiều tổ tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm như trục đường 3 tháng 2, đường 2 tháng 9, đường Thùy Dân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú. Qua tuần tra, lực lượng đã phát hiện và tạm giữ gần 30 phương tiện. Nhiều thanh niên bị tạm giữ cho biết khi đổ xe, họ thường có tâm lý muốn thử xe với cảnh sát bằng cách chạy xe khiêu khích gây hấn. Xe em là xe độ rồi, thì trong quá trình bỏ chạy em đi sai phần đường, em đi ngược chiều, em tạt đầu em ép xe cảnh sát giao thông. Dạ, lạng lách đánh võng ở trên đường, không coi pháp luật ra là cái gì cả. Rồi giấy phép lái xe thì không có, đi hết nửa vòng thành phố rồi. Vô đường cột bây giờ mới hết đường chạy rồi mới dừng lại. Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng tăng cường thường xuyên tuần tra ngăn chặn ngay từ đầu ý định tụ tập đua xe chạy biểu diễn. Tất cả nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ Quốc khánh. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan trên tuyến đèo Bảo Lộc, hoạt động nhằm đảm bảo an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên một tuyến đường thường hay xảy ra tai nạn. Công an tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt 9 camera tại 9 khúc cua thường xảy ra tai nạn trên tuyến. Mục tiêu, theo dõi, giám sát việc tài xế phóng nhanh, vượt ẩu trên đèo, đồng thời phát hiện xử phạt các hành vi vi phạm như lấn làn, vượt sai quy định. Thời gian gần đây, tại đèo Bảo Lộc liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân bên cạnh ý thức của các lái xe còn do các yếu tố kỹ thuật của tuyến đèo này. Hiện hệ thống camera trên đèo Bảo Lộc đang được hoàn thiện và thực hiện kiểm định để bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quản lý, vận hành. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng là Hoàng Thanh Nghị, 41 tuổi và Phan Văn Long, 34 tuổi, đều đang tạm trú tại huyện Đạ Tẻ để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng phát hiện đối tượng Nghị có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau thời gian theo dõi, các trinh sát xác định Nghị thường xuyên mua ma túy, sau đó chia nhỏ và bán lại cho các con nghiện tại các huyện phía Nam Lâm Đồng. Đến tối ngày 2 tháng 9, trong lúc đối tượng và Long chuẩn bị thực hiện mua bán ma túy tại một quán cà phê trên địa bàn thôn 3 xã Quảng Trị, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một bánh heroin. Nghị khai nhận bánh heroin mua của Long với giá 190 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt giữ Nghị và Long, niêm phong thu giữ một bánh heroin và một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra.
Ở phần thể thao và thông tin cập nhật, thủ trận đơn nữ Serena Williams nói lời chia tay giải Mỹ mở rộng. Và Ukraine nói nhiều tên lửa Nga rơi xuống thành phố Kramatorsk. Thông tin cập nhật, thống đốc vùng Donetsk của Ukraine hôm nay cho biết nhiều tên lửa của Nga đã bắn trúng thành phố Kramatorsk vào cuối ngày 2 tháng 9, phá hủy một chợ đầu mối, 9 ô tô và làm một người bị thương. Phía Nga chưa đưa ra tuyên bố gì về sự việc này. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trong đêm khiến họ hoảng sợ. Hồi tháng 8, Ukraine đặt mục tiêu sơ tán 2/3 cư dân khỏi các khu vực mà nước này kiểm soát ở chiến trường phía đông vùng Donetsk, cũng như các khu vực tiền tuyến khác trước mùa đông. Nhà chức trách cho biết việc sơ tán là bắt buộc, nhưng người dân có thể từ chối bằng cách điền vào biểu mẫu tuyên bố ý định ở lại của họ. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Trong khi đó, phía Ukraine cáo buộc nhiều tên lửa Nga rơi vào các khu dân cư tại nhiều vùng ở Ukraine. Chương trình số giờ hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.